Hello các fan thân yêu, chị kính Cute Fomeque đây. Số tiếp theo của đoán tên các idol TikTok, đố các cao thủ giải được các đố siêu hack não này đấy. Vào việc thôi nào, let's go. Câu 1, đố các fan nghiện đồ ăn vặt, đây là ai? Đó chính là bà Tuyết Diamond. Đồ ăn vặt nhà bác Tuyết đúng là đỉnh anh em ạ. Nghĩ thôi đã thấy quá quá. Chạy đâu mấy chạy. Cứ đồng ý với Hoài là có vàng là giàu rồi. Đúng, đúng. Nhưng mà có vài ba cái sợi cái chỉ thì người ta chỉ gọi là giàu phong trào thôi. Nhưng mà có cả miếng như tớ đây này, người ta gọi là giàu chân chính. Câu 2, độ khó của câu này cứ phải gọi là gấp 100 lần. Ai đấy nhỉ? Hay chưa? Haha, quý lắm là chị mới nói cho biết đây là mùa thị dưa. Mà quê của idol này là ở Hà Giang hay là Cao Bằng nhỉ? Comment chào chị kính nhất với nhé. Sao đi siêu thị mà cầm con gấu theo vậy? Nó không phải là con gấu. Chị kính phục sát đất, mấy bạn đoán đúng là Fenmin Thiên Ân. Giỏi quá luôn á. Thế này thì phải tăng độ khó thôi. Chi hẳn 300 triệu để mua lightstick Blackpink tặng fan. Chuẩn là Phạm Thoại luôn, chất chơi số 2 thì không ai là số 1. U là chơi, được ông tặng quà chắc là mê xỉu luôn á. Câu 5, đến câu này mà bạn không trả lời được thì đúng là của ê quê. Sợ quá, chỉ kính cho mỗi cái hình cái miệng như thế này thì ai mà đoán được. Ấy thế mà nhiều bạn lại đoán được là anh Độ Missy mới tài. Có bạn nào trả lời được hết không nhỉ? Comment xuống dưới cho chị kính biết với nào. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh thử vào trong câu rap cho em tình cả tính cả môi. Nhà em có mấy quả đội ưu thì anh cũng tính cả rồi. Tiếp theo các bạn ơi, nàng tiên cá này là ai nhỉ? Là chơi, TikToker xin của các bạn đây. Mê quá trời cái bộ tóc đỏ. Xin có màu tóc gì khác không các bạn nhỉ? Dancer nào mà nguyên cây đen thế này? Quá dễ, idol Đào Lê Phương Hoa chứ còn ai nữa. Người gì đâu mà vừa xinh vừa đẹp. Cho chị kính xin cánh tay fan của chị Hoa đi nào. Câu 8, nghe nói đây là TikToker cute nhất Việt Nam. Tên của bạn ấy là gì? Mình được mọi người biết tới nhiều hơn không phải là bài đó mà là bài này nè. Akulajikarima mama mama muda wakashi pangse chuta na 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 na. Quá là quen thuộc, đó chính là Gia Hân. Chẳng biết nhà bạn ấy có bán rượu không mà chị kính mê quá. Chẳng phải riêng em mất cả đêm thao thức. Anh cũng cứ nằm nhớ em cười một mình ngẩn ngơ. Baby, I miss you, I just wanna
Race nha cả nhà, bài hay thì cứ phải gọi là cắt cắt giật giật ngay mới được. Câu 10, đây là TikToker nào? Truyền nhân của chị Google gọi tên Việt Phương Thoa, có ai là fan của bà không ta? Like video điểm danh cái nhé. Con tim em thấy lòng để đêm đau thấy bao mắn hồng, bước chân anh đi thì chẳng còn ai mong. Sáng mai ta đang giàu đẹp giờ nghe tiếng em đi theo chồng, nhưng anh hoa tim đau người đang xa. Câu 11, đố các bạn đoán được đây là ai? Ngân Baby nè, sao bạn ấy lại ở trong cái bể cá như thế kia nhỉ? Các thám tử tìm hiểu giúp chị Kính với nào. Em có thay về em không? Em nói anh đừng hy vọng. Yêu đối với em bây giờ chỉ những một chiều gió đông. Câu nói ấy thật thân thật. Câu 12, ai đây ai đây? Chất anh em nhỉ, cơ mà Ngân Hà bây giờ đã khác xưa rồi. Bạn thích Ngân Hà bây giờ hay là ngày xưa hơn? Câu 13, idol so hot này là ai? Khải Ca Kiệt đang hot dần dần ở Hạ Long mấy ngày qua, cơ mà có vẻ là dễ quá nhỏ. Mời các cao thủ đến với câu tiếp theo nhé. Là hot TikToker Lê Bảo nè. Có bạn nào mê xem clip hài hài của ông ấy giống chị Kính không nhỉ?
Oh my god, chị Lê Bóng nè. Cơ mà chị có một thắc mắc là Lê Bóng có phải là em gái của Lê Bảo không? Bạn nào biết thì giải đáp cho chị Kính nhé. Câu 16, bức hình nào là anh Hiếu xin? Chà, khó đây. Bên trái là anh Hiếu xin, phải tinh mắt lắm thì mới nhận ra đấy nhé. Còn bên phải là MC Minani nhé. Chị Kính cứ tưởng là hai anh em sinh đôi cơ đấy. Ui giời, tác nhiều tê à. Chốt lại vấn đề là như này. Tôi là MC Minami nhá. Chưa chắc ta phải Minami đâu. Ôi ơi, dung răng dung rẻ dắt trẻ đi chơi, cơ mà chơi nhiều quá thì không có tốt đâu nghe. Hãy làm bài tập về nhà và đừng có quên là like video và đăng ký kênh chị Kính Đố Vui đấy. Để lại bình luận chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn tìm hiểu nào. Mãi yêu.